Thưa quý vị và các bạn, nhằm chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ đông xuân 2022-2023, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn An Nông phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang tổ chức tập huấn sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả cho khoảng 100 nông dân thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước. Nông dân được nghe tiến sĩ Hồ Văn Chiến, nguyên giám đốc Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam hướng dẫn giải pháp quản lý phòng trừ dịch hại trên cây lúa, cây mít và cây khóm, kỹ thuật bón phân cân đối, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo năng suất chất lượng cây trồng. Tiến sĩ lưu ý nông dân nên sử dụng thuốc sinh học và phân bón hữu cơ thay thế cho thói quen lạm dụng phân bón hóa học đang có giá bán đứng ở mức cao. Tìm hiểu thông tin trên mạng thì đúng ra là có những khi là mình nó cũng không chính xác theo cái yêu cầu của mình. Đó. Còn ở đây trực tiếp có những diễn giả thì mình xoáy sâu rồi cái vấn đề gì đó mình cần hỏi thì mình có thể là trao đổi trực tiếp với những cái chuyên gia đây để mình đi sâu và mình hiểu sâu hơn cái vấn đề đó. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn An Nông hướng dẫn nông dân cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả cho cây trồng, quan tâm lựa chọn sử dụng các sản phẩm vật tư nông nghiệp uy tín và sử dụng theo nguyên tắc vốn đúng để vừa đạt hiệu quả cao vừa tiết kiệm chi phí sản xuất. Đây là một mô hình mà đang được Cục Bảo vệ thực vật khuyến khích tập đoàn nông kết hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang hướng dẫn cho bà con sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả an toàn, đồng thời khuyến khích sử dụng phân bón lá, phân vi sinh và phân hữu cơ nhằm để bảo vệ mùa màng, tăng năng suất cây trồng và đặc biệt là làm sao cho nông sản của mình không còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để phục vụ cho đời sống hàng ngày của bà con cũng như là đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Muốn sản xuất thắng lợi một vụ mùa thì cùng với nắm chắc kỹ thuật canh tác, tiếp cận khoa học kỹ thuật mới để áp dụng vào đồng ruộng thì việc chọn đúng thuốc, đúng phân và sử dụng đúng cách an toàn hiệu quả rất quan trọng.